càng học Phật thì nội tâm nó càng an. Mà nội tâm mà an là sanh phước chứ không nói chứ. Con người sanh phước từ đâu? Tâm an, tâm thiện. Từ nó đang mà sanh phước. Mà khi phước sanh rồi thì sự nghiệp tồn tại không nói chứ. Khi con người mà phước sanh rồi, cái việc may mắn nó đến với quý vị ào ào vậy đó. Còn khi mà con người nó hết phước rồi, vặn xui đến ào ào đến với quý vị vậy đó. Và có khi mà kiệt phước là chết luôn nói chứ. Con người mà phước tăng là thọ mạng kéo dài, sự nghiệp tồn tại, sự nghiệp nó cứ hưng khởi hoài vậy đó. Việc may mắn nó cứ đến với mình. Tại vì sao? Vì phước dày quá. Ví dụ như một cái ly có nước uống hoài uống cũng hết. Nhưng mà nếu mà cái ly nó hết nước rồi, vì uống nó cũng có miếng nước nào, đúng không? Nên con người ấy, biết dùng thì phải biết tạo ra. Nguyên lý của nó là phải tồn tại, là dùng thì phải biết tạo ra. Giống như chúng ta làm cha làm mẹ đi, chúng ta tạo ra tiền bạc, chúng ta cho tiền con mình phải chỉ con mình là đồng tiền này cha mẹ kiếm làm sao, khó khăn làm sao, để cho con mình nó biết cái giá trị của đồng tiền. Vậy thì con mình nó không có dám tùy tiện xài phung phí, hiểu không? Có nghĩa là mình phải biết chỉ dẫn người ta. Nên Phật Pháp là gì? Là giáo dục. Cái nền giáo dục này quan trọng lắm đó quý vị. Nền giáo dục của Phật Pháp rất là quan trọng. Những đức thấy rằng là cuộc đời của những đức là ngoài đời là một mình lo chưa xong. Vậy mà học Phật mỗi ngày lo cho hơn 600 người. Cái việc này là một cái việc mà lý giải không ra nổi luôn. Chưa từng dám suy nghĩ tới luôn đó quý vị. Chưa từng dám suy nghĩ tới. Từ nơi đó mà những đức thấy lạ lùng thay. Chỉ có học Phật niệm Phật thôi chứ làm cái gì đâu. Mà lạ lắm quý vị ơi. Có những chuyện những đức chưa từng làm mà những đức làm cũng được nữa. Từ khi những đức niệm Phật tới bây giờ, có rất nhiều việc những đức làm đều được hết trơn. Trong khi những đức chưa từng, có nghĩa là học qua một cái trường lớp gì hết. Nhưng mà nào là ổn định chúng, sắp xếp chúng, hợp hành, sắp xếp nội bộ, có nghĩa là việc, tất cả việc gì phần nhiều làm được luôn. Quý vị thấy có những người tu hành nghe, họ chưa từng cái việc mà hiểu biết gì xây dựng gì mà coi công trình xây dựng, họ chỉ người ta xây dựng sao, họ làm nhiều cái họ biết dữ lắm luôn á. Nó giống như những đức biết một cái người huynh đệ này đi vô chùa không biết một cái gì, vậy mà vô chùa ông chỉ làm bên điện quý vị. Vậy mà sau này ông trở thành một con người giỏi bên điện, cực kỳ giỏi luôn. Ông thiết kế ra nhiều cách rất là hay và ông chế biến ra nhiều cái rất là hay luôn quý vị. Biết hết, lạ như vậy đó. Nó rõ ràng không? Từ cái tâm thiện, từ cái tâm vì người mà nó có những cái hiểu biết là từ tự tánh hiển lộ. Nó hiểu biết rất là nhiều thứ luôn. Và cuộc đời con người mình sống nó có một cái sự tự tin gì lạ lắm. Và con người mình thường an tâm mà nó bình yên. Mình nói cái sự bình yên này quý vị, bao nhiêu tiền quý vị mua cũng có. Nhưng mà cái bình yên này là từ nghe Phật Pháp, hiểu định lực nhân quả. Còn con người càng học Phật rồi quý vị, đạt đến cái trình độ là hình như đối với cái chuyện sống chết quý vị không còn sợ nữa. Đối với cái chuyện mà bệnh hoạn, nói ô nhiễm này kia, không còn sợ chút nào luôn. Không có sợ. Cái này là cái đặc biệt an vui nè. Bây giờ chúng ta chỉ cần lo sợ thôi là chúng ta bất an liền nói chứ. Cũng là học Phật, cùng học Phật, nhưng quý vị coi bao nhiêu con người, người ta nghe nói mà bệnh hay cái gì một cái là người ta trốn liền nói chứ. Không dám xuất hiện luôn quý vị. Không. Nhưng mà quý vị coi cái người niệm Phật mà nghe nhân quả sâu sắc đó nghe. Quý vị công nhận là cái người niệm Phật họ gan nghe quý vị. Cái người tu phải không, tịnh độ này mà thật sự có tâm cầu sanh cực lạc họ gan thiệt á. Họ có cái lòng tin Phật sao á. Nhưng mà phải tu học phải hiểu sao kìa. Tự nhiên họ có một cái sự gan dạ lắm quý vị. Gan dạ đây là vì sao? Vì mình hiểu nhân quả. Nếu mình không có gieo cái nhân này làm sao dính cái quả này. Mình tin chỗ này chứ. Bây giờ mình có cái nghiệp này mình chạy chờ cũng không khỏi nắng nữa. Còn mình không có cái nghiệp này thì nhất định là không bao giờ dính cái gì hết trơn á. Mình tin chỗ này rồi thì con người mình sống rất là tự tại, rất là vui vẻ, không có cần lo âu sợ hãi gì hết trơn á. Đó. Nên hàng Phật tử mà những đức có duyên với quý vị, mà mỗi ngày mà những đức nói chuyện quý vị nghe là con người quý vị nó có một cái lòng tin gì lạ lắm. Con người sống rất là bình an. Vì sao? Vì chính những đức mỗi ngày là gì? An tâm người và an tâm mình. Nha. Mà muốn an tâm người thì mình phải có sự an tâm. Mình an tâm được mình mới an tâm người ta chứ. Mình vui mình mới nói chuyện người ta vui được chứ, đúng không? Nó nên ngày chủ nhật nào cũng đông đúc là vì sao? Vì chúng ta về đây là học cái gì? An tâm. Nó học an tâm. Học an tâm là học hạnh phúc nhất á. Một con người an tâm là sanh phước chắc chắn, không nói dòng dõi. Phước tăng lớn lắm. Nên bây giờ những đức thấy rằng là tu hành là mình có phương pháp. Tu là có phương pháp và yên tâm.
cứ lo niệm Phật thôi. Tại vì sao? Hiện đời an vui. Hiện đời là cuộc sống hiện tại là an vui nè. Quý vị thấy ít bao giờ những đức mà nói cái câu gì mà buồn đúng không? Còn nói câu gì mà khổ đau rồi lắm đúng không? Quý vị không nghe những đức nói câu khổ đau và buồn nha. Và nói cái câu mà cái gì đó mà ghê ghê sợ sợ rồi không có. Có nghĩa là tới mình là những câu dễ, khỏe, vui. Đó, vậy thôi. Không có nói cái câu mà phải sợ hãi, lo âu, nặng nề gì hết trơn á. Gọi đời này chúng ta cái gì mà chúng ta nắm bắt được nó giữ tồn tại hoài đâu mà chúng ta đi lo âu sợ hãi mệt mỏi gì đúng không? Nhưng Đức đọc cái lịch sử mà Bành Tổ ngày sống tới 800 tuổi thì cuối cùng cũng phải chết. Nên cuộc đời con người không có ai mà nó tồn tại. Mình lo âu cái gì, sợ sệt cái gì, hãy sống những ngày tháng bình an đi. Dù là trong gia đình mình có những người, người ta bất an, người ta sợ sệt gì đi chăng nữa, người ta phiền não gì đi chăng nữa, nhưng bản thân mình là người học Phật nè, trước nhất là chúng ta phải hiện cái tướng gì? Chúng ta phải an vui. Tại vì mình phải làm một tấm gương gì đó để người ta nhìn nhận rằng học Phật có một cái lợi ích lớn, người ta mới học theo mình. Mình nói rằng người ta buồn khổ mà con vui không nổi thầy ơi. Quý vị vui không nổi là gì? Quý vị không có nhìn thấu. Mình vui không nổi thì cả đám buồn, mà cả đám buồn thì cả đám chìm xuồng. Quý vị muốn vớt họ lên không? Dạ muốn. Muốn vớt họ lên thì mình phải có một niềm vui gì, phải tự tại mới vớt họ lên nổi. Còn nếu mình cũng buồn theo họ, vậy thì cả đám buồn, cả đám chìm xuồng, đúng không? Khổ cả đám hết chứ, không được cái gì hết chứ. Đó, người không hiểu thì khổ, người hiểu thì phải vui. Sống trong cõi đời này là vậy đó. Nên mỗi ngày chúng ta mà an vui là do chúng ta hiểu một phần nào vì cái chuyện học Phật kìa. Chứ nếu mà không hiểu nó khổ đau, lo âu, đủ chuyện, sợ hãi, lo âu. Chợ nhà có vài ba người mà lo cả đời lo không sống mà. Đây là bao nhiêu con người ngồi đây phải là rõ ràng gần hết cuộc đời mà lo chưa xong không? Trời, có nhiều bà cô đến chùa mà nói thầy ơi, con thấy mấy bà già ở trong chùa con thèm chảy nước miếng. Những đức nói vậy bà vô đây bà tu đi. Bà nói chưa có ổn định gia đình, con gắng cố gắng vài ba năm nữa rồi con vô. Những đức nói bà năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ con mới có 70. Nhưng nó thôi bà ở nhà bà niệm Phật đi, chừng nào đủ duyên thì vô, chứ bà đừng có hẹn dài ba năm nữa. Có khi bà hẹn dài ba năm nữa bà mới vô, có chừng dài ba năm nữa bà ngụm của tội á, hiểu không? Thôi bà lo chưa xong thì bà ở nhà bà niệm Phật đi, bà cứ niệm Phật ngày nào thì tốt ngày nấy, chứ bà đợi dài ba năm nữa mới vô đây niệm Phật. Thôi này nè, bà tặng bà chiếc máy nghe pháp này, bà về bà nghe đi, bà nghe đi rồi xong rồi bà cứ niệm Phật mỗi ngày đi. Rồi nếu dài ba năm mà còn sống thì đủ duyên vô, còn nếu mà trong vài ba năm này mà lỡ nó chết bất đắc kỳ tử thì bà cầu sanh cực lạc, đúng không? Quý vị nghe gì nó rất phù hợp nha. Chứ đừng có đợi vài ba năm nữa tôi mới đi tu. Tất cả người trẻ, người già gì cũng gì, ở nhà tu cũng được mà đi vô chùa tu cũng được. Lâu lâu đủ duyên sắp xếp được thì vô chùa tu. Còn nếu mà sắp xếp được thì vô đi tu luôn. Còn nếu sắp xếp chưa được thì ở nhà tu lẻ ra. Cứ tu đi mỗi ngày, cứ niệm Phật từ từ nó cũng được sự an lạc thôi. Nó bây giờ mạng thì truyền thông nó rộng rãi mà. Mỗi ngày như Đức điều chia sẻ Phật Pháp, chiếc máy nghe Pháp, cầm nghe suốt được mà. Tiện lợi lắm. Trời, có nhiều bà già ở phương xa mà đến đây mới gặp như Đức mới mừng. Hôm qua có mấy phái đoàn đến, mừng vô cùng. Điều là được người ta tặng máy nghe Pháp không? Những Đức cũng không ngờ phát triển cái máy nghe Pháp này nó lợi ích thiệt lớn. Bây giờ là đúng là chiếc máy nghe Pháp mình đi khắp nơi nơi. Chở máy nghe Pháp đi mà chở một lần xe tải, một hai xe đi. Pháp thí người ta đặt mà lần chở mấy xe tải đi, quý vị nghĩ đi. Không tưởng tượng được luôn. Quá trời người ta đặt. Đặt quá nhiều luôn đó quý vị à. Đó. Đông Tây Nam Bắc gỡ đi, nước ngoài nó đem đi. Quá trời nhiều luôn, có nghĩa là nhiều người ta đến ta gặp mình ta nói ta chiếc máy nghe Pháp ta cầm thôi mà ta nghe mà được lợi ích. Có nhiều bà già mà đứng mà nhìn những đứa chăn chăn vậy nè. Thì trong chiếc máy như Đức thường nói là hô hốc, xấu xí, tùm lum tùm la. Nên cái này là cái thế mà lạ. Con người ta đến ta gặp mình ta nhìn quý vị ơi, ta nhìn coi xấu cỡ nào mà nói ghê gớm ấy đúng không?
mà người nào nhìn cũng nói câu đâu đến nỗi tệ. Nhiều người ta nói không đến nỗi tệ, rất là nhiều người ta nói câu nói vậy đó quý vị, thì chắc chắn là không đến nỗi tệ rồi đúng không? Ngày xưa thì quá tệ, nhưng mà bây giờ nó không đến nỗi tệ. Quý vị coi cái tấm hình nào đó ngồi chia sẻ học pháp, quý vị thấy thấy gớm không? Mà bây giờ quý vị coi nó cũng hơi có đơm đớm chút rồi đúng không? Là cũng chiếu lên chút rồi đúng không? Đó, tu từ từ. Từ từ. Hồi đó quý vị biết những đứa nhớ cái đầu những đứa cạo nha, nó dễ không à. Bây giờ quý vị nhìn lên đầu những đứa quý vị thấy bóng không? Đúng là lạ chưa? Phải có sự thay đổi đúng không? Có nhiều cô nói trời, hồi xưa con thấy thầy cái đầu thầy nó nhỏ, sao đầu thầy giờ bự. Như Đức nói bây giờ ốc to nên bự. Nên quý vị coi nó tu từ từ, nó an lạc, nó chuyển tướng từ từ. Quý vị coi nè, hòa thượng chúng ta ở đây cũng vậy nè. Lúc thờ hòa thượng mà đi tu rồi đã, tu lâu rồi đó, hòa thượng mà cái thờ còn ốm quý vị, hòa thượng bên đấy vậy nè, ốm nhơm mà cũng nhìn kỳ cục lắm. Hòa thượng bên đây thì cao mà ốm thì quý vị nhìn hòa thượng mình cỡ nào, nhìn hòa thượng mình nó khô cằn sao đâu á. Mà hòa thượng mình thôi, hòa thượng mình những Đức nhớ nha, hồi đó là những Đức mới xuống đây nghe quý vị, bây giờ hơn 6 năm nè, hòa thượng mình vẫn không hảo tướng bằng bây giờ. Hòa thượng mình bây giờ rất là hảo tướng, quý vị coi cái đĩa mới đây mà mần thọ hòa thượng những Đức đưa lên mạng rồi đó, Phật tử coi khắp nơi nơi người ta coi đó, quý vị coi hòa thượng. Ồ, hòa thượng hảo tướng, hòa thượng đẹp vậy đó quý vị ơi, càng già càng đẹp. Ngộ tay người tu càng ngày càng già càng đẹp, mà phải có tu có phước nha, càng già nó mới càng đẹp nha. Còn tu mà nó không có phước là già nó cũng te tu à. Quý vị nhìn đi, nhiều người tu á già cũng te tu luôn á, phải tu có phước á. Rồi hòa thượng Tịnh Không nè, lúc còn trẻ ngài cũng hô nữa nè, ngài cũng xấu nè, hình trẻ của ngài nhìn Đức coi thử á. Hòa thượng Không thì sau này ngài già cũng rất là đẹp. Nó có nghĩa là gặp Phật pháp này phải tu làm sao nó an lạc cái tâm mình. Quý vị mà tu được an lạc tâm, quý vị tu mà nhìn thấu buông xuống được nhiều thứ là quý vị tu đúng pháp rồi đó, hiểu không? Tu mà an lạc tâm, tu mà nhìn thấu buông xuống được nhiều thứ là quý vị tu đúng pháp. Còn nếu càng tu mà càng nặng nề, càng tu mà càng chấp nhất nặng là quý vị tu sai pháp. Phật pháp là gì? Buông xuống, chỉ có vậy thôi. Có cô Phật tử này, cô đi đến chùa, cô gặp một vị thầy, cô nói thầy ơi, trong Phật pháp dạy buông xuống, buông xả khó làm hả thầy à? Con thấy khó làm vô cùng. Người thầy này đưa cho cô cái chung nước. Ông thầy này ông gót nước trà vô cái chung, nước trà nóng. Ông gót đầy rồi ông gót tiếp tục. Tràn nước trà nóng chảy vô ly, nó chảy vô cái tay cô á. Phỏng tay buông ly nước trà ra. Thì ông thầy ông nói nóng quá à, buông phải không? Vậy thì cuộc đời này cũng vậy thôi. Con người người ta tự nhiêu kêu người ta buông xả, người ta không buông đâu. Phải chày da chốc dậy nó mới buông. Đúng quý vị, chày da chốc dậy mới buông. Thí dụ như bây giờ có nhiều cô đi có chồng, bây giờ mấy cô khổ, mấy cô nói ước gì ngày xưa đi tu sớm đúng không? Tại vì mấy cô có chồng rồi, mấy cô biết rồi, rồi mấy cô chày da chốc dậy rồi, rồi mấy cô mới ước gì ngày xưa đi tu sớm. Chứ nếu như thời xưa mà kêu mấy cô đi tu, mấy cô quay là mấy cô kênh tu gì, tuổi xinh phơ phớ gì mà tu, đúng không ạ? Đúng rồi, tuổi xinh phơ phớ mà tu gì, phải xài cho nó tàn phai hương sắc đi, lúc đó te tu quýnh đập bầm mặt bầm mày, chạy da chốc dễ rồi lúc đó mới tu, đúng không? Nó giống như cái ly nước trà nước nóng chế vô tay xong buông ly. Vị thiền sư này nói rằng phàm phu chúng ta bị thẹo dít rồi lúc đó mới buông xuống, nhưng khi buông xuống thì nó cũng mang thẹo rồi. Nếu hiểu biết thì lành lặn mà buông xuống, còn không hiểu biết thì thẹo dít rồi mới buông cũng tốt. Còn có những người bầm mình bầm mẩy thẹo dít bấy bá cũng không buông luôn, thảm rồi, đúng không? Có không? Nhiều chứ.
Có nhiều của cõi đời này, nhiều con người trời ơi te tua tả tơ tàn tạ luôn, quý vị coi họ có tu đâu. Còn chúng ta chạy mình chạy mẩy mà buông xuống mà chịu tu cũng may mắn rồi đó. Còn người mà có thiện căn dày thì chưa gì hết người ta đã nhìn thấu, đúng không? Đây là thiện căn dày, nhưng mà thôi, phàm phu chúng ta phần nhiều phải chạy chùa. Thôi cố gắng chạy chùa nữa đi rồi buông xuống. Thật sự mà nói có gì đâu nặng nề, buông buông rồi thôi. Buông thì nhẹ, có buông thì nặng. Cứ cầm đi rồi nặng, nặng rồi một ngày nào chúng ta mệt mỏi cũng phải buông thôi. Sớm muộn gì cũng phải buông thôi, đúng không? Từ khi chúng ta không học Phật, chúng ta không có tâm giải thoát thì không buông. Nhưng nếu chúng ta có tâm học Phật và có tâm giải thoát thì nhất định sẽ buông. Quý vị đi đến chùa này sớm muộn quý vị cũng buông. Vì chờ xem. Vì sao? Vì mỗi tuần nhắc như vậy mà. Ai mà dạy gì giác trên vai cho nó nặng quý vị. Vì sao cái gì chúng ta cũng mang cái gánh nặng cho mình không à? Bây giờ tôi làm cha làm mẹ mà không gánh nặng làm sao được? Gánh nổi không? Quý vị làm cha mẹ là sanh người ta, nuôi người ta khôn lớn. Chứ quý vị đâu có đặt để cái cuộc đời của người ta được. Quý vị đặt để được không? Có nhiều người người ta có chức phận vô cùng, người ta đặt để cho con người ta. Người ta giới thiệu cho con người ta những công chuyện tốt. Người ta sắp đặt cho con người ta một cái danh vọng cuộc đời. Nhưng cuối cùng đứa con này nó không bao giờ chịu ngồi cái chỗ mà người cha mẹ đã sắp đặt. Chúng ta làm cha làm mẹ đều muốn con mình ngồi cái chỗ đẹp, chỗ tốt. Nhưng mà con mình nó không chịu ngồi chỗ đẹp, chỗ tốt. Nó bước lại cái chỗ hư hỏng nó ngồi, đúng không? Cuộc đời con người, quý vị được quyền sanh người ta và nuôi người ta không lớn. Chỉ là có chỉ dạy và dạy dỗ người ta thôi. Chứ quý vị không đặt để được người ta đâu quý vị. Vì sao? Vì mỗi một con người nó có phước và có duyên của họ khác nhau. Con người có phước quý vị để người ta vào đống phân, người ta lại đống vàng. Con người không có phước quý vị để người ta lên đống vàng, ngồi lên đống phân. Không nói chứ ha. Nó lạ như vậy đó. Nên phước dẫn dắt con người tốt hay xấu là từ phước mà ra. Thí dụ như người mà đã có phước rồi, quý vị muốn hại người ta hại không được nữa. Người mà vô phước quý vị không cần hại thì nghiệp quả nó cũng tự đến với người này à. Hiểu được nguyên lý này rồi, tại sao con người chúng ta sống thường cứ mang gánh nặng cuộc đời? Đã sanh con nuôi con cực khổ, có chồng lo gia đình cực khổ, tại sao chúng ta cái gì chúng ta cũng mang gánh nặng cho mình? Vì sao cái gì mình cũng phải bận tâm, cái gì mình cũng phải lo? Tại vì quý vị không hiểu, lo cũng lo không xong mà đi nặng nề, buồn cũng buồn không giải quyết được mà đi buồn làm chi, đúng không? Tại sao chúng ta không sống những ngày tháng cho nó tự tại đi? Tự tại còn có cơ hội. Nhà gạo hết rồi, hết thì cũng hết. Chúng ta có nặng nề buồn nó cũng hết gạo. Nhà nghèo, nghèo nó đã nghèo, buồn nó cũng nghèo. Xấu mặc cảm, nó đã xấu rồi mặc cảm làm chi? Hô đã hô rồi. Mày không muốn nó cũng hô nữa. Súng răng, nó đã súng răng rồi. Bây giờ không chịu cười mà cứ thì nó cũng súng răng à. Mà cái súng răng này nó đeo đẳng thì mình khổ đau cùng cực luôn. Trời, có những người người ta mặc cảm vì cái gương mặt xấu xí, hoặc là một cái vết thẹo gì, một cái lé hay là bị cái gì trong cái cơ thể của mình, tự nhiên mình bị mặc cảm. Đừng có dạy. Chúng ta đã bị một cái quả báo, một cái nghiệp như vậy rồi, mà tại sao chúng ta còn phải chịu thêm những cái gánh nặng trong nội tâm mình thêm làm chi? Bây giờ học Phật lại cỡ mở quá giải đi. Cỡ mở ra. Thấy không? Rồi những đứa đó từng nói đây là một cái tâm trạng ngày xưa mà nó hô miệng rộng, nó cảm thấy rằng nó nhột nhạt mình là miệng rộng mà hô. Bây giờ những đứa càng tu rồi, những đứa dẹp luôn cái tâm miệng rộng mà hô luôn. Mày muốn hô bao nhiêu hô, mày muốn rộng bao nhiêu rộng, kệ cha mày luôn. Không quan trọng với mày nữa nè. Sống ở ngày vui. Rồi tại sao con người chúng ta cái gì mình cũng đem gánh nặng trên vai mình cho nó nặng nề chi trời? Con người bây giờ thi đậu mừng cười, còn thi rớt thì khổ đau, làm chi cái chuyện kỳ cục ấy chứ hả? Đối với chúng ta cái cõi đời này, chúng ta đến ở đây nghe Phật pháp nó mới giải tỏa được tâm tư mình quý vị. Nghe Phật pháp nó giải tỏa được tâm tư. Nên chúng ta mỗi ngày được nghe Phật pháp đúng là phước lớn thiệt. Tại sao những đức mỗi ngày vui, những đức không dạy gì đi mang gánh nặng trên vai mình chứ? Những đức nói rằng tôi không dạy gì mang gánh nặng trên vai. Hai bên chùa hơn 600 người, tôi không dạy gì tôi nặng nề với quý vị chi chứ? Tôi đem cái gì tôi hướng dẫn, tôi đem kỹ tôi hướng dẫn hết rồi đó. Xong rồi, mỗi người lo tu lo niệm Phật, mỗi người ai cũng có phước. Ngồi cùng với nhau ai cũng có phước thì tự nhiên có cuộc sống à. Làm gì tôi mang gánh nặng?
Làm gì tôi phải bận tâm 600 người này lỡ không có gạo nấu thì sao? Không có gạo nấu thì cùng chết đói. Làm gì mà sợ, đúng không? Ai cũng vậy, chứ tới đói rồi thì tức khắc phát huy năng lực. Có khi đói nó cũng tốt. Vì sao? Đói mới biết lòng người. Không, giàu sang quá chúng ta cái gì cũng nói ngon, đúng không? Đói khát nghèo nàn rồi mới biết lòng người đến với nhau có thật lòng hay không. Đó, quý vị biết cuộc đời của người có khi giàu rồi đổi bạn sang đổi vợ. Khi quý vị biết rằng có khi nghèo nàn mà tình nghĩa, giàu sang mà có khi mất tình nghĩa đó quý vị. Chúng ta sống chúng ta đừng bao giờ chúng ta bị thất vọng về con người. Thất vọng nhất là chúng ta lại bỏ mình nè. Lại bị những cái ngoại cảnh của cuộc đời làm mình khổ đau. Đây là cái thiệt thòi lớn nhất của cuộc đời chúng ta. Ai mà sống dại gì chúng ta lại bị ngoại cảnh làm mình khổ đau. Dù là vợ chồng hay con cháu hay thân bằng quyến thuộc, nhưng mà cái nội tâm an lạc là của mỗi một con người cá nhân riêng biệt. Chúng ta không nên bị cái sự việc của chính họ làm mình phải nặng nề khổ đau. Đó mới là người trí. Người sống như vậy mới là người hiểu biết sống. Nên những Đức từng nói câu á, người bỏ mình không chết, mình bỏ mình mới chết. Chết cái huệ mạng của mình mới là khổ đau quý vị à. Mình bỏ mình là chết cái huệ mạng của mình. Nên chúng ta sống ở cõi đời này không bao giờ bị tuyệt vọng. Đừng bao giờ có bất cứ một sự việc gì mình tuyệt vọng cả. Người mà tuyệt vọng là người không còn hy vọng, đúng không? Tuyệt vọng là không có hy vọng. Nói quầy vốn nó thì coi tại sao chúng ta đi tuyệt vọng làm gì. Đúng là những Đức học Phật rồi mới thấy ra cái điểm này. Đúng ra nếu nói mà lo rồi nó lo khỏi cạo đầu luôn á, mà không lo thì không cần lo gì hết. Quý vị biết rằng nghe, ngủ nghe dễ, ăn dễ, sống khỏe. Quý vị nghĩ con người như vậy hạnh phúc không? Nên buổi sáng 2 giờ mấy 3 giờ thức dậy chuẩn bị đi tu. Tu xong thờ sáng nói chuyện xong. Nói chuyện xong là lúc đó 5 giờ 15 phút. Đi về bên phòng một cái là lặt đặt đi giặt hai bộ đồ. Giặt hai bộ đồ thời gian làm sao mà 35 phút, 40 phút là tắm cạo đầu luôn. Giặt hai bộ đồ tắm rồi cạo luôn cái đầu. Không 35 phút rồi đặng tranh thủ đi qua bên nhà ăn, ăn cơm với đại chúng cho nó cùng chúng quý vị. Nó ăn cơm xong rồi là 6 giờ 15 phút. 6 giờ 15 phút bắt đầu đi vòng vòng xung quanh chùa rồi. Ngồi nãy giờ bên kia niệm Phật, giờ đây qua chia sẻ Phật pháp với quý vị ha. Là vừa thấy buổi sáng xong việc rồi đó. Buổi sáng những Đức là tu xong nói chuyện nửa tiếng, xong ăn cơm với đại chúng, nói chuyện đại chúng gần nửa tiếng, nói chuyện với đại chúng gần nửa tiếng, xong trở về phòng giặt đồ. Giặt đồ xong bắt đầu là những Đức công việc này công việc kia chút, những Đức qua Đại Tùng Lâm. Qua Đại Tùng Lâm xong cái đầu là ăn cơm ở Đại Tùng Lâm, ăn cơm xong chạy về đây là lúc 11 giờ 15. 11 giờ 15 bắt đầu là rửa mặt rửa mày, cái nằm nghỉ một chút rồi dỗ dắt, bắt đầu là ngủ dắt thức dậy. Buổi trưa chia sẻ Phật pháp nửa tiếng, chia sẻ Phật pháp nửa tiếng xong đi xuống lấy xe chạy qua Đại Tùng Lâm. Chạy qua Đại Tùng Lâm đi vòng vòng công việc này việc kia một chút xíu, ngồi niệm Phật chơi một chút, bắt đầu là xuống nhà ăn cơm xong nói chuyện bên Đại Tùng Lâm nửa tiếng. Nói chuyện xong rồi bắt đầu đi về đây là 4 giờ rưỡi xong về đây tắm xong ngồi nghỉ ngơi thoải mái tối tu xong về ngủ xong sáng tiếp tục. Vậy đó, không có thời gian gì bận bịu phiền phức, cứ theo cái lịch trình thì sống hoài. Tính thì tính ra vậy chứ thời gian thì rảnh cũng nhiều. Thời gian có rảnh nhiều, rảnh rất là nhiều. Còn cái chuyện mà cơm ăn áo bạn thì sao? Sao không nghe thầy nói tới? Không có nghe nghe nói tới vụ này. Còn người ta ngoài đời là cái gì cũng cơm ăn áo bạn không à? Những Đức ở đây sống quý vị biết, tới tháng bên kia đưa cái phiếu qua, thầy 60 triệu tiền điện, rồi lấy tiền trả. Bên đây 20 triệu tiền điện, lấy tiền trả. Bên kia 20 triệu tiếp tục. Cái gì mỗi ngày tiền mấy cô ghi sáng trình ra nguyên một cái tờ giấy, nhìn kết luận rồi cứ trả tiền đi, xong đi vòng vòng chùa nghe niệm Phật. Bữa nay bắt theo mấy cái điệu niệm Phật đàn cổ xung quanh chùa. Những Đức muốn cho cái bầu trời nó du dương nhạc chờ. Nghĩa là quý vị tin rằng là những Đức chưa bao giờ suy nghĩ cái chuyện cơm ăn áo bằng luôn không? Lạ không? Quý vị nghe có bao giờ nghe nhắc tới cái chuyện cơm ăn áo bằng không? Tiền bạc không? Không. Vì sao?
Cái chuyện này những Đức cho qua. Tất cả cái việc mỗi ngày những Đức sống là việc Phật Pháp không? Và cá nhân cuộc sống của mình về làm việc chút xíu vậy đó rồi xong. Còn cái chuyện kia là gì? Rồi cho qua. Hơn 600 người quanh năm suốt tháng, ngày này qua tháng nọ cứ sống bình thường vậy đó. Nên những Đức nói các cụ mình một câu mà các cụ mình an tâm vô cùng. Những Đức nói các cụ sống trong đây yên tâm, không sợ hết tiền, không sợ hết gạo, không sợ già không ai nuôi, không lo chết không ai sắp xếp cho mình. Có nghĩa là tất cả những việc này các cụ không cần bận tâm. Các cụ chỉ cần niệm Phật là được rồi. Chỉ cần niệm Phật là được rồi. Không cần bận tâm gì hết. Các cụ chỉ cần niệm Phật và sống vui mỗi ngày thôi. Nhiều đủ rồi. Còn tất cả những việc khác không cần bận tâm thôi. Còn việc gì trong chùa làm được, phụ được thì làm. Còn tất cả những việc lo âu, đừng có lo âu, đừng có bận tâm thôi. Cứ mỗi ngày cụ sống tốt vậy đi. Cứ bồi dưỡng qua gì. Nên tất cả con người trong đây phần nhiều là gì vậy? Sống bình an. Tất cả con người trong đây phần nhiều đều sống rất bình an, sống rất là vui. Hình như là các cụ vô chùa mình mỗi ngày các cụ cười rất nhiều. Phần nhiều là cười, không cần bận tâm lo gì hết luôn. Sự thật mà nói, một cái nơi mà nhiều người vui thì nơi này phước lớn lắm. Cái hoàn cảnh ở này nó sẽ có một sự thay đổi rất là đặc biệt. Quý vị biết rằng cái nơi mà nhiều người niệm Phật, nhiều người vui nghe. Dù cái nơi đó là một vùng đất hư hoại, một vùng đất người ta nói là phong thủy xấu nhất, cái nơi đó chỉ cần có người niệm Phật và nhiều người an vui, không có sự đấu đá, thì nhất định sự cái thay đổi nó lạ lùng vô cùng. Thay đổi rất là mau, thay đổi mau lắm. Những Đức cũng rất là mừng chúng trong chùa mình, quý vị. Những Đức hướng dẫn phần nhiều là những người càng ngày càng giảm danh lợi. Những người mà những Đức hướng dẫn là càng ngày càng giảm danh lợi. Tất cả người trong chùa mình luôn, tất cả quý thầy trong chùa mình, quý vị biết rằng quý thầy đi theo những Đức không có mấy người hết. Quý vị biết rằng mỗi một ông thầy có thể coi được một đạo tràng. Những Đức chỉ cần ở phía sau sắp xếp thôi là mỗi ông thầy coi được một đạo tràng. Trong khi không có thấy giỏi gì hết chứ, quý vị thấy vậy đó. Nhưng họ đạt được một cái tiêu chuẩn gì, quý vị biết không? Nhiều thầy chỉ đạt được một tiêu chuẩn này nè. Đối với danh lợi tiền bạc họ không nặng. Bao nhiêu thôi là làm việc cho chúng sanh được rồi đó quý vị. Bao nhiêu thôi là họ làm việc cho chúng sanh được rồi đó. Thí dụ như bây giờ thầy Những Ngôn đi, quý vị coi. Thiệt thà hiền hậu, cứ lên nói chuyện hịch hạc, nói câu nói nào quý vị nhìn gương mặt là quý vị thấy, thấy là tin tưởng rồi đúng không? Nhìn mặt là tin tưởng liền. Bây giờ quý vị con thầy Những An không có giỏi không? Nhưng quý vị nhìn tướng đi, nhìn mặt thôi quý vị tin tưởng liền. Nhìn tướng đi có người, nhìn mặt người là quý vị tin tưởng liền, không nói chứ. Nó không có cái phù phiếm nhiều, nên quý vị tin tưởng liền, không nói chứ. Nên những Đức nói họ chịu làm, họ thiệt thà họ chịu làm. Quý vị sắp xếp làm sao họ sẽ làm vậy? Nên sự thành công của những Đức là gì? Là người bên cạnh những Đức sắp làm sao họ làm vậy đó. Nên những Đức thành công. Chỉ đúng vậy thôi. Thí dụ như bây giờ đạo tràng niệm Phật bên Đại Tùng Lâm đi, chỉ đúng một thầy coi bên đó gần 300 người. Những Đức cứ mỗi ngày qua bên chút chút là đi về thôi. Tất cả việc với thầy đều bên đó sắp xếp hết luôn. Chuyện gì khó quá thì mới báo những Đức biết. Thà làm được luôn quý vị. Xong bên đạo tràng bên kia tháng 10 phát triển là chỉ đúng một thầy qua bển nữa thôi và hai người cư sĩ là tiếp tục một đạo tràng nữa liền đó. Những Đức tin chắc rằng là quý thầy làm được. Vì sao? Vì người bên cạnh những Đức là người gì? Người đã được luyện rồi, đối với tiền bạc không có đặt vấn đề. Còn người nào mà chưa đi ra khỏi những Đức là người này chưa, là điều thứ nhất. Điều thứ hai là người này là binh gì? Binh dự trữ. Nhà Đức đưa đi một người làm việc gì đó, lỡ người đó mà có gì thất bại, nhà Đức rút người đó về, nhà Đức đưa cái người tiếp nối theo. Chứ không có một lúc mà nhà Đức đưa đi đông người. Đông người đi lỡ nó rớt hết trơn, binh đâu mà mình đưa ra. Anh quý vị biết rằng cứ vậy đó. Vậy mà quọt quẹt mà thành công. Chỉ đúng con cái là cái gì không? Liền quý thầy đừng có danh lợi tiền bạc. Nên quý Phật tử mà về chùa, những Đức dặn nghe không? Cái gì mà những Đức nói ra thì làm. Còn cái gì mà những Đức chưa nói ra, tất cả quý thầy trong chùa mình mà quyên góp hay xin bất cứ một cái gì là không cho. Không có cho một cắt gì hết trơn á. Nhớ chùa mình là những Đức đây rộng rãi lắm á, lo cho quý thầy đầy đủ lắm á, không thiếu thốn một cái gì đâu.
Người bên cạnh những đức mà nghe những đức vậy là do gì phải không? Những đức rộng rãi, những đức lo rất là đầy đủ, những đức tin chắc rằng những đức lo cho chúng là quá đầy đủ, từ tinh thần cho đến vật chất quá đầy đủ. Mỗi một vị thầy những đức mà sắp xếp một đạo tràng, những đức lo lắng quá đầy đủ cho quý thầy. Quý thầy không còn gì phải suy nghĩ, những đức nói với quý thầy một câu: quý thầy cứ chân thật mà làm đi. Lúc nào quý thầy nói con làm được, tôi làm được, những đức giao quý thầy làm, những đức không dành đâu. Còn nếu cần những đức hỗ trợ, những đức sẽ hỗ trợ hết mình, chỉ cần quý thầy nuôi người già thôi. Những đức không cần cái chỗ đó đâu. Quý thầy làm được, những đức giao cho quý thầy. Còn nếu nói đệ cần huynh hỗ trợ, những đức sẽ mãi mãi là người phía sau hỗ trợ. Quý thầy cứ làm đi. Lúc nào quý thầy nói để làm được rồi, những đức rút chân liền, không nói câu gì trên. Không có nói rằng tạo ra là cái của mình gì hết trên. Quý thầy tạo ra là cái của quý thầy đó. Những đức là người phía sau hỗ trợ hết mình, cần cái gì lo hết cho luôn. Tại vì sao? Vì quý thầy nuôi người già. Những đức có cái tâm nuôi người già. Quý thầy chỉ cần nuôi người già là được rồi. Những đức không cần những gì khác, ai làm cũng được. Chỉ cần người này chịu nuôi người già, chịu lo cho chúng, là những đức sẽ họ hỗ trợ hết mình. Anh em những đức nói rất rõ ràng, nên tình anh em nó đặc biệt lắm quý vị. Không bao giờ nghi kỵ về danh lợi thì tuyệt vô cùng. Vì quý thầy đâu có giữ tiền bạc gì đâu. Nên hàng Phật tử mà đi về chùa mà quý thầy nói chùa đang cần cái này, cần cái kia, cần cái nọ, quý vị cứ lánh mặt đi chỗ khác, không có đụng vô. Những đức tin 100% tất cả những việc gì trong chùa mình cần sử dụng, một, nếu những đức không có, những đức sẽ nêu cho quý vị nghe. Còn nếu những đức không nêu là tất cả việc đó những đức đều lo được hết hoàn toàn, không cần quý vị phải bận tâm đến. Chỉ cần về đây lo niệm Phật là được rồi, lễ lọc xong hết rồi đó. Chiều nay chỉ cần hợp nữa là xong, tượng Phật hay bất cứ chương trình gì xong hết rồi đó. Quý vị không cần phải bận tâm đến, chỉ cần chịu về đây lại 1000 lại cho tôi. Cảm ơn. Được rồi. Nào về đây lại Phật quý vị, lại Bồ Tát, lại Phật á, quý vị phát ra một cái tâm từ bi như Bồ Tát Quán Thế Âm là được rồi. Nó để cho quý thầy mình tu hành, chứ đừng bao giờ mà nói mà có tiền bây giờ con muốn tu phước. Tu phước nó phải có trí tuệ. Đụng đâu cũng tu tầm bậy tầm bạ, nó mang họa cho chính mình, không giúp được người ta mà còn hại người ta nữa. Ở trong chùa này những đức điều tiết cái gì kỹ dữ lắm, làm cái gì là tính kỹ. Những đức nhìn sơ qua cần làm cái gì là những đức làm, nó có cần cái kiểu mà nói mà gọi là những đức kỵ như thế nha. Anh em mà sống với những đức mà cái gì nhỏ nhỏ mà làm mà tự ý làm, hoặc là kêu gọi Phật tử mua cái này mua cái kia cho họ là những đức mới chịu đâu nghe. Không có thích Phật tử gì luôn á. Phật tử gì những đức cũng không thích nữa. Đó là mầm mống của cái họa hại, hư hoại đoàn thể. Đoàn thể là nó mới quy về một người thôi. Nó quy về một người thôi. Từ xưa về những đức đến bên cạnh hòa thượng, những đức chưa bao giờ làm cho hòa thượng bận tâm về cái cuộc sống. Hòa thượng rất là yên tâm về bên mảng những đức. Nên hòa thượng nói một câu á, bây giờ ổng lo hết trơn rồi, tôi không có bận tâm, tôi lo cái chuyện của tôi. Thấy không? Những đức lo tất cả những việc nhân sự hết trơn, hai bên đổi tràng rồi. Nó từ nơi đó tất cả anh em là chỉ cùng chung tay những đức thôi. Hàng Phật tử là về đây tu thôi. Còn cái gì muốn cúng dường bỏ tùng tam bảo, không có dính một vị thầy nào hết trơn á. Vì mà làm đúng gì đi là quý vị tu tuyệt luôn á. Những đức nói với quý vị biết rằng đừng có nói rằng là tu phước ngon. Nó không có phước mà nó có họa cho quý vị đó. Có những người ta miền ngoài đó quý quý thầy lắm. Nhà người ta giàu, người ta xây bao nhiêu cái phòng viết ngon lành, không quý thầy đi đến là có chỗ ở ngon lành, hoặc ra tới sân bay rước quý thầy này kia. Những đức nói hại người chứ giúp người. Muốn giúp những con người đó là phải con người đó có tâm tu. Đối với họ về danh lợi không bị dính thì họ có cái Phật sự thật sự thì mình giúp. Còn những người mà bơ tới ngày đi chỗ này đi chỗ kia mà mình dung dưỡng cho họ là mình đang hại họ đó. Không phải giúp, không phải là hộ trì, mà là hại người. Hại người chứ không phải giúp người đâu. Để biết cái làm gì phải hiểu. Những đức mà có được ngày hôm nay một chút tư tưởng này là gì? Là nhờ mười mấy năm nay những đức không đi đâu. Những đức không bao giờ thân thiết với bất cứ một Phật tử nào. Nhưng Phật tử nào những đức cũng cảm thấy mình thương người ta chân thật từ nội tâm mình chứ. Thật sự mà nói, những đức mà thấy Phật tử mà vui, những đức cũng mừng giùm quý vị. Những đức không có nói chuyện với quý vị nhiều, nhưng mà trong lòng những đức rất là muốn quý vị học Phật, quý vị được an vui, gia đình được hạnh phúc. Cái này là nói thật lòng á. Chứ ngoài ra mình không có thích gần gũi nói chuyện nhiều với người ta. Là vì sao? Vì những đức biết rằng á, khi gần gũi nói chuyện nhiều là nó xảy ra vấn đề sau này á,
Khi mà trở ngại cái gì rồi là hận nhau nhiều lắm. Phàm phu mình là ưa có thương thì đội trên đầu, mà ghét thì đạp xuống chân. Thôi, tôi cũng không muốn quý vị đội trên đầu, mà tôi cũng không muốn quý vị đạp tôi dưới chân nữa. Tôi muốn lưng lửng. Nên từ nơi đó thôi, tôi không có thân thiết với ai nhiều quá đáng. Nhất là phái nữ. Phái nữ là tôi không thân nhiều quá. Cái này là tôi tiêu chuẩn sống của tôi. Tôi không thân với phái nữ nhiều quá. Có chuyện gì trong nội tâm mà không cởi mở được thì gặp nhau chia sẻ vài câu thôi, đúng không? Nói rồi thì nghe rồi thì tu đi. Chứ không có kiểu mà gặp nhau chia sẻ hoài mệt lắm. Không có chia sẻ nhiều quá mệt lắm. Nó ngồi nói dòng do, nói nhiều quá thành mệt, đúng không? Mà thành phiền phức á, dính mắt nhau nữa, đúng không? Chứ tìm cái nó là không có chịu. Cái kiểu mà đi đến chùa mà mua cái này mua cái kia cho mình không thích vậy. Tôi có quyền tôi mua, tại vì trong chùa có nhân sự lo hết trơn rồi. Mua tôi làm gì? Đừng có mua đồ, đừng có mua quần đùi, đừng có mua này nọ cho tôi không chịu. Trời ơi, tôi có quyền tôi mua cho tôi. Có người trong chùa như đứa đặc trách có nhân sự lo hết trơn luôn quý vị. Chùa mình có nhà may, hai bên nào cũng có nhà may chứ á. Đồ trong chùa, đồ may, đồ trong chùa là đồ toàn bộ may, chất lượng may, đúng đồ trong chùa luôn. Nên từ nơi đó màu vải đồ là toàn là được chọn lựa đàng hoàng. Chứ không có cái chuyện mà bận màu tầm bậy tầm bạ. Nên thí dụ như trong chùa mấy cô mình thấy không? Đồ màu lam hoặc là màu nâu cho đàng hoàng. Chứ không phải mà gọi là bận màu sáng quá cũng không được. Thấy không? Sáng mà mỏng quá, xanh lè, xanh lét, trắng xác coi cũng được. Ví dụ như bây giờ, ví dụ như mình là ông thầy thì bận bộ đồ mà cái bộ đồ mà nó màu nó sáng quá sáng, hoặc là cái màu trắng phao, tự nhiên thấy ông thầy này yếu vậy. Nói ông thầy này yếu làm sao, phải không? Mình nó tu hành nhìn nó phải phong trần chút, thấy không? Đàn ông mà nhìn nó phải phong trần chút, nó mạnh mẽ. Con người nó nhìn nó mạnh mẽ nó mới tu đạo được. Người yếu ớt quá tu đạo được đâu, dễ bỏ cuộc. Nên chúng ta đừng nên dung dưỡng quý thầy quá. Đừng có nghĩ người ta đi tu tội nghiệp người ta, mà dung dưỡng người ta là hại người ta đó chợ. Nó khổ một chút nó mới tu được, hiểu không? Khổ một chút thì mới tu được. Như những đức thì thấy không, nó không đến nỗi quá khổ, không đến nỗi sướng quá đâu. Trung đạo. Tại trải qua thời gian ta khó khăn rồi, bây giờ cũng có cái duyên sống với đại chúng tương đối chung chung. Nhưng mà đặc biệt là vui mỗi ngày. Đó là cái điều mà hàng Phật tử khắp nơi nơi mà nghe, riêng chùa mình ha, đi về đây lo niệm Phật thôi. Mình đàn bà đã có chồng rồi, đi về chùa cũng có ngồi nói chuyện với thầy chứ nó mệt mỏi lắm. Mình nghe những đức mà nghe những đức cũng đau chân. Ngồi chi cho nó nhiều, nói tới lui thì cũng là trong cái câu những đức nói thôi, chạy khỏi không, đúng không? Những đức nói quý vị nghe, bị làm chưa hết, đúng không? Gặp chào giả lã một hai câu thôi, nghe chưa? Còn cái gì mà những đức mà nhờ làm giùm là phải lấy tiền rõ ràng. Đó là tôi nhờ không có được. Không có được nhờ xong rồi con cúng dường. Cái này là mai mốt khỏi chơi chung luôn. Vì sao? Tôi nhờ rồi mới cúng dường thì mai mốt tôi đâu có dám nhờ. Không lẽ bây giờ mỗi lần mình nhờ người ta không lấy tiền, mai mốt mình nhờ nữa. Vậy là mình không khác nào mình có cái tâm nhờ người ta để mà người ta cúng dường hả? Mình đã nhờ người ta là mình đã tính trước cái chuyện mình phải có tiền trả mới nhờ. Còn nếu như mà mình không đủ duyên thì mình không nên nói một cái gì chứ á. Có sao sống vậy? Còn đã nhờ rồi là phải lấy tiền. Còn khi cúng là phải tự phát tâm. Nguyên lý là nó như vậy đó. Nhờ một chút xíu bây giờ cũng phải lấy tiền nữa. Nhờ. Còn khi mà cúng là tự cúng. Nguyên lý luôn. Chuẩn luôn, không có nói rằng nhờ mà không lấy tiền. Nên những đức kỵ nhất đối với quý thầy, quý sư cô trong chùa mình. Chùa mình nghe. Tôi nói chùa mình. Những đức mà đi vòng vòng, những đức thấy người xuất gia trong chùa mình mà người nào mà gặp Phật tử ngồi đi xe hơi đồ đến ngồi xuống một cái mà be đến nói chuyện. Những đức gặp một cái không lẽ những đức bay là những đức đánh người này. Kỳ cục gì đâu. Trời, ngoài đời mà mình còn không làm được cái chuyện này. Nó mắc cỡ nhất là gặp sang Bắc Hoàng làm họ. Cuộc đời những đức lúc còn nhỏ nghe quý vị. Đi qua nhà thằng bạn chơi lúc còn nhỏ xíu, lúc 60 tuổi. Thấy mẹ nó đi chợ về là lúc nào thấy từ xa mẹ nó. Bóng hình bóng của mẹ nó từ xa đi về là những đức. Thui thủi đi qua cầu đi về nhà.
Người bạn như Đức còn nhỏ nó hỏi vì sao mà mỗi lần bạn tôi đi chợ về mà bạn đều đi về kỳ cục. Những Đức nói tôi không muốn nhìn bạn ăn, tôi thèm. Thật sự thèm quý vị. Nhìn người ta ăn mình thèm. Tôi không muốn bạn bẻ cho tôi một miếng đó cho tôi. Tôi không muốn ăn một cái miếng bạn bẻ thừa thải đó cho tôi. Thà tôi thèm tôi tự đi về. Có khi tuổi tăng quá ngồi khóc, chứ ngoài ra không bao giờ ngồi đó đứng đó để nhìn bạn ăn mà tôi về miệng bẻ cho tôi một miếng thừa thải. Nhớ. Có nghĩa là chứ đừng có nói mình đi tu hành mà đối với cái người ta giàu, mình gặp người ta mình bé bé đến gần, ta coi thường Phật pháp đó quý vị à. Chúng ta một mình sống có thiếu thốn bao nhiêu đâu, bao nhiêu tiền đâu quý vị. Không chi chùa mình mà lo đầy đủ hết trơn, mà những Đức nói mà quý thầy quý sư cô trong chùa mình mà nói mà gặp Phật tử rồi mà bé bé đến gần nói chuyện là những Đức ghét lắm. Đừng có nói mà những Đức mà dị người đó mà công nó đi. Những Đức mà thấy là những Đức sắn thẳng nó luôn, hỏi đi vô. Trời, tại vì sao tôi đây tôi lo hết trơn rồi, tôi có quyền nè, được không? Phải tôi mà lo thiếu thốn thì tôi không nói được, đúng không? Tôi lo đầy đủ, tôi lo quá trời luôn, tôi lo đầy đủ hết trơn luôn, đồ đạc ăn uống cuộc sống cái gì tôi cũng lo, đi đến đây ngồi làm cái gì? Người ta nhà giàu kỹ người ta, mình đến mình ngồi bé bé ngồi gần ta làm cái gì? Bất chuyện. Hoặc những Đức kỵ nhất mình người xuất gia, hàng Phật tử người ta giàu người ta ngồi mà mình đứng mình nói chuyện phong long với người ta, những Đức thấy phản cảm người xuất gia của mình, tội nghiệp người xuất gia mình. Đúng ra cái vai trò người tu hành của mình là cái vai trò cao lắm quý vị. Vai trò người tu là vai trò cao lắm á. Đệ tử Đức Thái Tôn, Đức Phật mà trong tăng đoàn gọi là Phật Pháp Tăng, ba ngôi báo quý giá vô cùng mà chúng ta bị hạ cấp quá quý vị. Nên thời đại bây giờ chúng ta người tu bị hạ cấp. Nên hàng cư sĩ người ta kính trọng là do gì? Phải có đạo đức một chút. Ít gì cũng phải có đường chút xíu gì không? Thì cái hương vị tu đạo nó đặc biệt lắm quý vị. Những Đức tu mười mấy năm nay, những Đức an lạc, ít gì nó cũng có tư tưởng một chút. Không đến nỗi quý vị coi, tất cả Phật tử ngồi đây có bao giờ những Đức đến gần quý vị, những Đức hỏi một cách nào không? Chưa bao giờ luôn. Có khi ngày xưa ban đầu mới xuống đây khó khăn vô cùng, nhưng mỗi ngày cứ phiên các cụ già cố gắng niệm Phật. Chứ dám hỏi ai? Ngày qua ngày nó cũng qua đi, nó có những ngày tháng thăng trầm vậy nó mới có ngày hôm nay cứng cỏi chứ. Con người mình sống trên cõi đời này mà gặp việc khó thì chạy, điều là muốn nương dựa người ta, thì cả đời của người mình trở thành kẻ yếu đuối, không thể nào mà mạnh mẽ được. Nên những Đức không chịu người tu mà quá yếu đuối vậy à. Nên những Đức là ông thầy chùa tôi nói cũng gan, người ta nói đi tu mình là người xuất gia gặp nữ không dám nhìn, những Đức nói tôi nhìn lòi con mắt luôn cũng nhìn. Chạy ai chứ, tôi nhìn cái gì tôi nhìn cái đấy đó được không? Tu là tu, nhìn là nhìn à, tôi chạy ai chứ á. Tôi thà tôi nhìn con mắt tôi nhìn xong rồi tôi buông ra còn hơn là ông nhìn bằng cái tâm ông, mệt quá đi. Giống như cái câu chuyện của ngài Hư Vân á, nghĩa là ngài Hư Vân đi chiều bái á, bắt đầu đi đến một con sông, lúc đó có mấy huynh đệ đi lại theo, xong cái tự nhiên cô gái đẹp đâu xuất hiện, không dám qua sông. Thì nhờ ba ông thầy mà đi theo ngài Hư Vân á, con muốn qua sông mà nước chảy mạnh quá con sợ quá, thầy có thể cõng con qua bên sông được không? Ba ông thầy kia nói không được, không được. Người tu hành tứ đại giai không mô Phật, xin thí chủ đừng làm thầy động tâm. Thí chủ đừng làm thầy động tâm. Là sao cái cô đó cô đến cô gặp ngài Hư Vân. Ngài Hư Vân ấy vậy là bậc cao tăng. Ngài Hư Vân thời đó còn trẻ, thì bắt đầu là cô cũng nói rằng nước sông chảy mạnh quá, con muốn qua sông mà con không dám qua, thầy có thể cõng qua sông được không? Ngài Hư Vân nói được, lên vai cõng qua nha. Khi ngài Hư Vân ngài cõng qua thì ba ông thầy đi phía sau cứ là cứ nghinh bật cái chết lưỡi, trời ơi tu hành mà cõng con gái đẹp kỳ cục ghê vậy, mà tu hành cái gì. Xong cái qua tới xong rồi cái ngài Hư Vân ngài để cô gái xuống, cô gái cô bỏ đi, ngài Hư Vân tiếp tục lại nữa. Còn ba ông thầy thì phía sau cứ nghiến răng hoài, không được không được, phải đến hỏi Hư Vân này mới được, tại sao người tu hành mà dám cõng cô gái đẹp như vậy, phải hỏi mới được.
cái lợi cái chặn đầu ngài Hư Văn hỏi: vì sao ngài tu mà ngài cõng cô gái đẹp? Cái ngài Hư Văn ngài nói: cổ đẹp ở đâu? Nó còn nói nữa hả? Đã cõng rồi mà còn nói cái gì? Xong ngài Hư Văn ngài nói: tôi cõng cô gái đó qua sông là giúp cô, nhưng xong rồi cô đã đi rồi, vì sao quý thầy cõng lên vai chi hả? Người ta cõng mà không có sao, còn mấy ông không cõng mà có sao? Người ta cõng xong người ta buông xuống, còn mấy thầy thì cõng lên. Cái này mới chết. Cuối cùng ba ông gớt đi dọc đường gớt sạch nhách hết trơn. Sáu ông gớt hết trơn luôn. Còn có mình ngài Hư Văn là giữ được tâm đạo. Tu hành là cái tâm tu của mình là quan trọng, phải không? Cái tâm tu là vô cùng quan trọng, là phải phương hướng mình phải cho chuẩn xác. Còn dưới cái cõi đời này thì nó thật sự mà nó chà trộn quá rồi. Nó tràn lan đại hải rồi, quý vị tránh ở đâu? Tu cõi đời này là hoa sen tu của mình, không phải là hoa sen dưới bùn mọc lên đâu, mà hoa sen chúng ta là từ trong lửa mọc ra đấy. Thì suy nghĩ đúng không? Rồi cái cõi đời này bây giờ quý vị tu á, nó không phải là sen từ bùn mọc lên nữa, mà sen này từ trong lửa mọc ra. Cái cõi đời này bây giờ ngũ dục lục trần nó mạnh cực kỳ, vật chất nó phát triển mạnh cực kỳ luôn. Cái sự cám dỗ cao độ ngày xưa quá mạnh. Nếu như chúng ta không ở trong cái ngũ dục lục trần này mà tu, làm sao quý vị luyện được công phu? Trốn ở đâu bây giờ? Quý vị coi bây giờ dùng quê dùng gì cũng có điện thoại, nó cầm một phát rồi nó coi toàn thế giới à. Nó coi tùm lum tùm la cho quý vị, giờ trốn ở đâu? Chỉ có cái tâm tu quý vị, là quý vị có tâm tu hay không thôi nè. Đi đường dài nè, không? Thôi tôi bây giờ tôi cũng không biết trốn ở đâu luôn nữa. Tôi đối mặt với sự thật mà thôi. Đúng không? Nó, đi chùa bây giờ cũng đông đúc á, Phật tử về cũng nhiều Phật tử chứ. Nhiều Phật tử thì cũng có tâm tu, nhiều Phật tử thì cũng muốn tu, nhiều Phật tử thì cũng chưa muốn tu. Nhiều lắm, trời ơi. Nhiều cô gặp hỏi tùm lum chuyện hết trơn á. Gặp chuyện gì, phan chuyện này, hỏi chuyện gì, trả lời chuyện này, muốn hỏi cái gì, hỏi. Hồi có nhiều bà nói: bây giờ con đang mang bầu làm sao đẻ dễ thầy? Nhân Đức nói: tới ngày đẻ bà sẽ biết. Nghĩa là muốn sao dễ đám vậy? Bây giờ đẻ bà cũng hỏi là Nhân Đức nói: tới ngày đẻ bà sẽ biết. Cố gắng mà gặn đi sẽ đẻ được mà thôi. Thấy chưa? Ôi gặp sự việc nhiều lắm. Bây giờ nó là người tu hành của mình bây giờ. Nó tứ đại giai không. Nó không hay không, hay là có. Chúng ta nói bằng cái miệng thì được hay lắm. Nó không có không gì đâu, có hết trơn. Tu không có niệm Phật này có hết. Nó không xạo. Ví dụ như bây giờ những Đức nè, tu hành như mười mấy năm, ngày xưa là ngoài đời là như mê người nữ lắm. Gặp nữ là nhìn xấu đẹp cũng nhìn qua một cái là tính sao. Kỳ cục vậy đó. Gặp lùng cao gì cũng tính sao, đúng không? Bây giờ đi tu rồi, đi tu rồi cũng vậy. Đi tu mười mấy năm nay tu rồi tu, nhưng mà gặp người nữ cũng kệ mày chứ sao giờ, đúng không? Ngày xưa thì mình nhìn, mình mơ, mình mộng, mình ước, mình ao, mình khao, mình khát. Bây giờ mình nhìn xong, xong được rồi, được nhìn được rồi. Còn nhìn mà không cho nhìn nữa, vậy chắc tôi sẽ đi về đâu khi cặp mắt tôi không thấy, đúng không? Vậy coi á, dù là cặp mắt nó có mù đi chăng nữa nhưng mà tâm nó cũng hướng à, chứ không có đơn giản đâu. Cái đây là cái túc nghiệp mỗi con người chúng ta. Nên tu hành là gì? Là cái tâm mình muốn tu giải thoát hay không đó. Còn đối với cõi đời này, gì đẹp, gì xấu, gì sang, gì giàu, là đó là giống như nó cho quý vị một sự trải nghiệm của cuộc đời để cho quý vị nhìn thấu thôi. Trong cái danh lợi và đẹp xấu này, có khi nó cũng là lòi lửa mà để đốt cháy chúng ta của cuộc đời này đó quý vị. Có những người chúng ta chạy theo danh lợi, nhưng mà cuối cùng cái sắc đẹp trước mắt chúng ta nó là lửa rõ ràng. Quý vị coi có những người đẹp mà bao nhiêu người thương yêu, người ta tưởng nó người ta là người cao vọng lắm, ta được nhiều người nương niu chiều chuộng, không ngờ một ngày nào tàn phai hương sắc. Thì lúc đó người ta bỏ rơi mình. Quý vị thấy rõ ràng là trong cái sự thương yêu đó, nó là lửa đốt chúng ta tàn phai hương sắc, đúng không?
Và cuối cùng nó làm chúng ta thất vọng với cõi đời này, thì lúc đó quý vị nếm được cái hương vị khổ đau thì giống như nước sôi chế vô tay, lúc đó quý vị phải buông xuống thôi. Nên nếu có cái tâm tu thì nhất định phải buông xuống à. Không buông bây giờ sớm muộn cũng buông. Từ khi không có tâm tu thì thôi, không có tâm tu nói gì nữa giờ. Nếu thật sự mình có tâm giải thoát thì nhất định mình phải buông xuống thôi à. Cầm cái gì cũng phải buông xuống hết trơn á. Vậy thì quý vị tự tại không? Cầm cũng tự tại, mà buông cũng tự tại, có cũng tự tại, mà không cũng tự tại luôn. Vì sao? Vì tôi biết không có cái gì tôi cầm được hết. Nguyên lý này quý vị nắm được nè. Người tu không tịnh độ là gì? Một câu Phật hiệu này niệm, chân thật mà niệm, còn dưới cõi đời này trong hoàn cảnh sao thì sống được trong hoàn cảnh đó mà vô cùng an lạc, vui vẻ. Wow. Này không phải nói xạo đâu nghe, nói thật á. Sống trong cái ngôi chùa đông gì thì biết những đức nói thật á. Những đức đã gặp hết, trạng nào cũng gặp hết chứ. Điều lướt sống qua hết luôn, không có chạy ai chứ. Từ nơi đó những đức sống rất là vui, có gì đâu. Nếu mà nói về ngày xưa, những đức bây giờ vui quá trời luôn. Vui mà tự tại nữa chứ. Nó quý vị coi những đức đi tu phần nhiều cái gì những đức cũng có chứ. Đầy đủ hết trơn. Nhưng mà những đức cho lên một bài toán đáp số với cuộc đời mình. Không có gì đâu, mày đừng có nặng nề vào nó làm chi. Vậy thì được rồi đó. Chứ không phải đá đổ nghe. Không phải đá đổ nè. Ví dụ như quý vị ngồi đây có những người quý vị học Phật rồi, bây giờ nói con bu xả, nhà con giàu con xả tầm bậy. Giàu thì thấy cái chỗ nào tốt được thì làm được thì làm tốt, còn không làm được thì thôi. Còn không phải đá đổ nó. Nhưng mà ngày xưa mình nặng vào cái chuyện danh lợi này quá. Nhưng bây giờ mình học Phật rồi, đối với danh lợi này thì không nặng nữa, thì được đúng rồi đó. Vậy là thôi, chứ không có gì mà đá đổ nó chứ. Còn bất cứ lúc nào mình ra đi thì mình phải ra đi thôi đúng không? Nó nhẹ nhàng vậy đó. Với cuộc đời sống vậy thì quý vị quá tự tại. Những đứa có được niềm vui này là do như vậy mà ra. Nên có một đoạn nè, chắc là hay nè. Để được vãng sanh sang cõi cực lạc thì dù diệu hạnh gì chăng nữa cũng không hơn niệm Phật. Vì sao thế? Vì niệm Phật là hạnh của Di Đà bổ nguyện vậy. Nếu nói về niệm Phật cầu sanh cực lạc thì không có hạnh nào bằng niệm Phật. Vì niệm Phật là bổ nguyện của Di Đà tiếp dẫn chúng sanh. Quý vị nhớ nè, quý vị niệm A Di Đà Phật là bổ nguyện của Di Đà, Đức Phật A Di Đà. Cái sự tu của ngài quý vị, mười phương chư Phật không so sánh bằng. Thí dụ như mười phương chư Phật, mỗi vị Phật tu ba đại A Tăng kỳ kiếp, Phật A Di Đà tu vượt qua luôn ba đại A Tăng kỳ kiếp. Vượt qua luôn ba đại A Tăng kỳ kiếp. Ngài tu thành Phật rồi, ngài không thành Phật, ngài tiếp tục phát nguyện và tiếp tục tu. Và mỗi một danh hiệu Phật ngài lấy tinh hoa, ngài tu tiếp tục, tu thành tựu hết tất cả những cái nguyện của chư Phật và phát ra cái nguyện thế giới cực lạc. Quý vị nghĩ Đức Phật A Di Đà tu cỡ nào? Thí dụ như giờ một vị Phật ngoài Phật A Di Đà, ngài tu thành Phật rồi thì ngài đem nguyên cái phương pháp mà ngài tu của ba đại A Tăng kỳ kiếp, ngài đưa cho quý vị phải tu theo giống như vậy. Ba đại A Tăng kỳ kiếp quý vị thành Phật, tu đạt tiêu chuẩn thành Phật. Còn Đức Phật A Di Đà ngài tu hoàn toàn thành tựu, ngài phát nguyện thôi. Rồi ngài thấy lấy danh hiệu A Di Đà Phật, ngài chỉ chúng sanh niệm ta tiếp dẫn. Giống như ngài xây lên một cung thành đẹp vô cùng, ngài nói chỉ cần gọi ta đến rước gì. Còn ngoài tịnh độ thì sao? Còn ngoài tịnh độ thì quý vị phải tu y rang như vị Phật này luôn thì mới xâm nhập vào cảnh giới của Phật đó. Dễ không? Còn có môn tịnh độ, chúng ta chỉ cần chân thật niệm của Phật hiệu này thôi, gây dựng tín nguyện cho thật kiên cố, tính là tin không một chút nghi, nguyện dù gặp cảnh ngộ tan nhà mất mạng cũng nguyện cầu sanh cực lạc. Chỉ như vậy thôi, đó là tin tưởng ngài, ngài đến tiếp dẫn. Trời ơi, cái này rèn luyện không đơn giản đâu quý vị ơi. Nên cái môn tịnh độ này nó rất là dễ, cũng vì quá dễ mà ta không tin nè. Cũng vì quá dễ mà mình nghi nè quý vị à. Cũng vì quá dễ mà nghi. Nó quá dễ rồi nên nghi nó chứ không gì chứ á. Rất là nhiều người bỏ cuộc là vì nó quá dễ nên không dám tin rằng dễ như vậy mà thành tựu lớn như vậy. Đừng có nói là phàm phu chúng ta nghi, bậc A-la-hán cũng nghi. Đừng nói là bậc A-la-hán nghi, Bồ-tát chưa đạt đến cảnh giới cũng nghi tịnh độ luôn. Vì sao? Vì các ngài tu quá cực mà được có chút xíu.
Còn mình tu không cần phải nói đến, vậy mà được lớn như vậy, ai tin không? Bạn không tin cũng không được. Vì riêng pháp môn tịnh độ này là do nguyện lực của Di Đà mà thành tựu cho chúng ta chứ. Chúng ta không có bản lãnh gì hết trơn á, không có một bản lãnh gì cả. Tu như cỡ mình mà nói mình mà giải thoát mà địa vị nhất sanh bổ xứ hả? Quý vị biết địa vị mà nhất sanh bổ xứ mà nói về thế gian á, giống như đây là ông vua, còn thái tử là kế thừa ngôi vua. Địa vị của nhất sanh bổ xứ Bồ Tát này là địa vị Bồ Tát cao nhất rồi đó quý vị. Địa vị nhất sanh bổ xứ là địa vị Bồ Tát cao nhất. Giống như thái tử mà kế thừa ngôi vua của cha. Một kẻ phàm phu bình thường như mình niệm Phật mà địa vị là gì? Nhất sanh bổ xứ, nhất Phật thừa. Tin nổi không? Ngoài cảnh giới của mình suy nghĩ rồi thì thôi khỏi suy nghĩ nữa. Đó nói là ngoài cảnh giới mình suy nghĩ làm chi? Đúng là pháp môn tịnh độ này dành cho kẻ ngốc thì dễ thành tựu, còn dành cho kẻ thông minh lừng chừng là không có cửa thành tựu. Dành cho kẻ thông tông thông giáo quay đầu niệm Phật thì thành tựu, còn người thông minh tạp loạn thì không thành tựu. Còn kẻ ngốc nghếch chỉ biết niệm ái với Đà Phật cầu sanh cực lạc không cần suy nghĩ thì thành công. Đó. Nếu nói về thông tông thông giáo thì ta không có phần. Nếu bây giờ mà dành hết thời gian để học đạo thông tông thông giáo rồi quay đầu niệm Phật như chư tổ sư thì chúng ta học hết cuộc đời mình đến chết cũng là chưa làm được cái chuyện thông tông thông giáo nữa. Còn làm cái việc mà như Dương Đầu Ngốc, bà già bán khổ, đệ tử của Pháp Sư Đế Nhàn, ông thợ giá nồi thì chúng ta có phần, đúng không? Chúng ta nên coi lại cái vai trò của mình là vai trò nào để làm. Chư tổ sư đều nêu ra cái phần nào để cho chúng ta nhìn vào khả năng mình làm. Còn nếu như chúng ta muốn thông tông thông giáo thì cứ làm đi. Bà có khả năng thì làm đi. Vậy thì bây giờ bạn học lần chừng chứ ạ? Rất là nhiều người tu hành bị cái bệnh này mà không thành công. Bệnh này nè quý vị. Thí dụ niệm Phật, vừa đọc một đoạn sách của chư tổ sư, bắt đầu đọc vô một cái, ồ hay, đoạn này hay, phải chuyển phương pháp của mình để tu phương pháp này. Tu thời gian bắt đầu đọc cái đoạn khác hay, ồ hay, bỏ phương pháp của mình, phải tu phương pháp này hay. Đây là người đời này tu không bao giờ thành công. Vì sao? Vì không có nguồn gốc. Người tu một đời này có thể thành công của một tịnh độ này có cách nào? Câu Phật hiệu này cắm gốc cho chắc, ngay câu Phật hiệu này luôn. Đọc tất cả sách của chư tổ sư cũng được, nhưng tất cả những đoạn nào tinh hoa nhất tán thán tịnh độ thì đều lấy tinh hoa của tán thán tịnh độ. Tinh hoa của tán thán tịnh độ, chúng ta không nói gì những cái chuyện mà bài xích tịnh độ. Chúng ta lấy tán thán tịnh độ, học ngay tán thán tịnh độ để chi? Để bồi ngay cái gốc niệm Phật chúng ta cho thật chắc, để gây dựng tín nguyện kiên cố tâm. Và nhìn vào chư tổ sư, vị nào dù là tu giỏi cỡ nào nhưng cuối cùng cũng phải niệm Phật thì Phật mới tiếp dẫn. Vậy thì chúng ta quay về nhìn mình nói rằng như vậy thì bây giờ mình niệm Phật thì chắc chắn Phật sẽ tiếp dẫn mình. Quy tâm tịnh độ thì tức khắc một đời tu không thối chuyện thì chắc chắn thành công. Đó.